Kính chào quý vị khán giả. Trong hôm nay, các vùng biển phía Nam vẫn có gió mạnh, bà con ngư dân khi đánh bắt cần phải lưu ý. Từ Ninh Thuận xuống đến Cà Mau, ra tới phía tây của huyện đảo Trường Sa, gió có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Độ cao sóng là từ 1m50 đến 3m50. Trong điều kiện thời tiết xấu, bà con đánh bắt trên biển cần lưu ý có kế hoạch khai thác phù hợp. Trước khi ra khơi, cần đảm bảo có đủ phao tròn, áo phao theo số lao động đi trên tàu. Ngoài ra, sóng to, gió giật mạnh dễ làm tàu chao đảo. Bà con thu xếp ngư lưới cụ gọn gàng, tránh để bị rơi xuống biển hoặc là va đập làm cho hư hại. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió không quá đáng ngại. Trong ngày hôm nay khoảng cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0m50 đến 1m50. Nhưng lưu ý đêm về sáng sẽ có sương mù làm tầm nhìn giảm xuống dưới 1km trong sương. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, mưa chỉ vài nơi, đan xen có những khoảng nắng, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10km, gió là cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 1 đến 2m. Ở huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết cũng an toàn cho tàu thuyền hoạt động, trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng rộng, gió ổn định là cấp 4, độ cao sóng từ 1 đến 2m. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị!